Vâng, chào bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục xả kho cho bác anh em mẫu quản lý nguồn hàng chính hãng của Tamashi, Tamashi FX 25 Plus về phiên bản cao cấp của Tamashi đúng không bác ạ? Có 8 cổng ở phía sau và một cổng phía trước. Cổng phía trước này sẽ chạy điện trực tiếp sau automat. Đấy. Nên là các anh em có thể sử dụng quạt hay những thiết bị sử dụng điện liên tục như sạc điện thoại chẳng hạn, để anh em có thể cắm trực tiếp ở cổng trước này khi mà anh em làm sự kiện hay anh em sử dụng gia đình chẳng hạn. Đây áp C63 này. Có hai màu trắng và màu đen để anh em có thể lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với cái màu dàn âm thanh karaoke gia đình hoặc là bộ dàn mà mình đang muốn đấu nối cùng, đúng không ạ? Ở đây thì có thể nhìn thấy có đồng hồ đo điện cho bác anh em, giá trị tương đối thôi, không phải tuyệt đối đâu, không thể nào chuẩn chỉ 100% những cái đồng hồ đo để sửa chữa điện được. Ở đây có hiển thị luôn thì là có 8 cổng. 8 cổng này sẽ hiển thị cho 8 cổng phía sau luôn, 8 cổng cả phía sau. Và chúng ta có thể tắt mở thủ công. Tắt mở thủ công từng cổng riêng biệt, hoặc là anh em có thể tắt mở theo tuần tự lần lượt từ 1 đến 8 và từ tắt từ 8 về 1 cho bác anh em nhé. Nó có, sẽ có tác dụng khi các bác anh em để xong dàn âm thanh hoặc là kết nối ở những bộ dàn mà có công suất lớn, anh em muốn mà tắt mở tuần tự này thì cực kỳ tiện lợi. Ngoài ra thì cái mà quan trọng nhất của máy quản lý nguồn nó không phải là ở cái tắt mở tuần tự đó, mà là nó phải có những cái thiết bị bảo vệ bên trong. Ở đây các anh em sẽ hỏi là có cuộn cảm không, đây cuộn cảm từng kênh luôn cho anh em đấy nhé, từng với 8 cổng phía sau. Và một cái nữa anh em hỏi cái cục đen đen này là gì, đây là cái cục dơ le các bạn, dơ le chống chập khi mà các thiết bị sử dụng mà trong quá trình sử dụng mà không may bị xảy ra lỗi xung điện chẳng hạn thì những cái cục dơ le nó sẽ ngắt điện để bảo vệ ngay lập tức. Đây có 8 cái dơ le tương ứng với 8 cổng phía sau. Đây là cục nguồn để cấp điện cho con quản lý nguồn nó hoạt động các bạn. Đây là áp C63. Áp C63 chịu tải rất là lớn rồi đúng không? Anh em chắc là khá quen thuộc. Bình thường thì anh em sử dụng mà con sẽ đến áp C40 thôi. Thì con này C63 chịu tải rất là lớn. Dây nguồn đây, dây nguồn thì có 3 dây. Đấy, 3 dây, dây 4 chấm các bác nhé. Đấy, cái dây trắng xanh này thì là dây tiếp mát. Dây tiếp mát cho bác anh em. Còn hai dây nóng lạnh đây. Đấy, anh em hay hỏi đây. Đấy, chạy lắp trực tiếp vào trong áp luôn. Và bên em đã khuyến mại rất là sâu cho bác anh em về mẫu quản lý nguồn Tamashi FX25 Plus các bác nhé. Anh em có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp bên em. Và đừng quên ủng hộ cho một like phía bên dưới.